Chap 90, Tử Linh Pháp Sư, ta chính là thiên tài. Lúc này Lâm Mặc Ngữ đã điều chỉnh tâm trạng, theo cấp độ phó bản ngày càng cao, độ khó ngày càng lớn, việc bộ xương bị tổn thất là điều tất yếu. Chưa kể thanh niên luôn đơn độc vượt cấp để vượt phó bản, điều này càng khó tránh khỏi. Hít một hơi thật sâu, trận chiến bắt đầu. Các chiến binh khô lâu lao đến chân người khổng lồ dung nham, từng con bất chấp dung nham chảy trên người nó không sợ hãi trèo lên. Tất cả đều sử dụng kỹ năng, các đòn tấn công phép thuật của pháp sư khô lâu cũng ập đến như sóng thần. Tia lửa chết chóc trong con mắt độc nhất vẫn không ngừng bắn ra. Tia lửa chết chóc có sức mạnh lớn, đánh vào chiến binh khô lâu đủ để gây ra không ít sát thương. Tia lửa còn bắn trực tiếp vào người con pet đại quỷ vương chiến trường của Lâm Mặc Ngữ. Trước sức mạnh cực đại này, con pet quỷ vương chiến trường của Lâm Mặc Ngữ tung kỹ năng hư vô. Một tia laser được quỷ vương chiến trường bắn ra, nó bắn trực tiếp vào người con boss, chỉ nhìn thấy đất đá vỡ tung tóe, dường như nó đã dùng khối đá chặn lấy sát thương. Quỷ vương chiến trường gầm rú, hai mắt nó ánh xanh lóe lên, kỹ năng mê hoặc được nó thi triển ngay lập tức. Lâm Mặc Ngữ đứng từ xa quan sát một lúc, thấy con boss vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó. Lâm Mặc Ngữ thầm nghĩ, kỹ năng mê hoặc đối với đại gia hỏa này cũng không có hiệu quả. Ngay lúc này con boss cũng phản đòn bằng kỹ năng núi lửa phun trào, vô số núi lửa xuất hiện dưới lòng đất liên tục phun trào, mặt đất ngay lập tức tràn ngập lửa. Nơi Lâm Mặc Ngữ đứng đã bị dung nham bao phủ, giáp khô lâu bảo vệ thanh niên giúp thanh niên miễn nhiễm với sát thương lửa boss. Pháp sư khô lâu và chiến binh khô lâu cũng đứng trong dung nham liên tục chịu sát thương. Lâm Mặc Ngữ càng thêm lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy 20 pháp sư khô lâu đầu tiên sẽ không trụ được. Núi lửa vẫn tiếp tục phun trào, mưa lửa ngày càng dày đặc như thể muốn nhấn chìm toàn bộ phó bản. Một lượng lớn mưa lửa rơi xuống người khổng lồ dung nham, sóng xung kích dữ dội làm rung chuyển các chiến binh khô lâu. Nỗi lo còn chưa dứt thì hệ thống thông báo tin chấn động, 10 chiến binh khô lâu đã bị tiêu diệt, một giây sau đó thêm một tin xấu ập tới, 16 pháp sư khô lâu đã bị thiêu rụi. Lâm Mặc Ngữ thấy tình hình rất bất ổn liền đưa ra nhận định của mình, phải tranh thủ thời gian, chứ như thế này thì đám pet của mình sẽ bị nướng khô hết. Điều khiển đám pháp sư khô lâu hệ băng tung kỹ năng hàn băng cùng vũ, loạt mưa băng từ trên giáng xuống, những khối băng sắt nhọn trực tiếp lao thẳng vào người con boss. Nhưng nó dễ dàng dùng một tay chặn hết loạt mưa băng kia, tất cả chỉ là như gãi ngứa với boss. Con pet quỷ vương chiến trường của Lâm Mặc Ngữ tiếp tục sử dụng kỹ năng hư vô lần hai. Tia laser của nó bắn thẳng vào con boss, lần này boss bị chi phối bởi loạt mưa băng trước đó nên không thể ngăn cản hay tránh né. Sát thương từ kỹ năng hư vô của quỷ vương chiến trường là không hề nhỏ, con boss đau đớn khuỵu một gối xuống. Sau đó nó điên cuồng từ trên giáng xuống một cú đấm cực mạnh, đất trời rung chuyển, hệ thống thông báo. 4 pháp sư khô lâu đã bị tiêu diệt, tình hình quá bất ổn khi mấy bộ xương của thanh niên liên tục bị tiêu diệt. Lâm Mặc Ngữ liền sử dụng kỹ năng lời nguyền làm chậm, thanh niên đang chạy đua với thời gian, những sợi xích đỏ quen thuộc nhanh chóng trói chằng chịt trên người con boss. Người khổng lồ dung nham bị nguyền rủa, tốc độ rõ ràng chậm lại. Lời nguyền làm chậm tuy có tác dụng nhưng người khổng lồ dung nham căn bản không sử dụng đòn đánh thường, nó luôn sử dụng kỹ năng để tấn công, lời nguyền làm chậm không thể ngăn cản kỹ năng của nó. Con boss há miệng dung nham bên trong miệng không ngừng cuộn trào, kỹ năng phun trào dung nham. Dung nham cuồn cuộn phun ra từ cái miệng khổng lồ như một mũi tên lửa cực mạnh, bắn về phía Lâm Mặc Ngữ và đám chiến binh khô lâu. Cả không gian một màu đỏ rực, có cảm giác như dung nham sắp nhấn chìm phó bản. Dung nham phun ra như bão táp ập xuống, mặt đất ầm ầm khí thế ngất trời, gây ra hàng loạt vụ nổ dữ dội. Kỹ năng có hiệu ứng hất tung, rất nhiều chiến binh khô lâu bị hất văng. Hệ thống thông báo, 7 chiến binh khô lâu bị tiêu diệt, 6 pháp sư khô lâu bị tiêu diệt. Lâm Mặc Ngữ cũng phải hứng chịu một lượng lớn sát thương, rất may đã có giáp khô lâu hấp thụ hết. Chỉ có những chiến binh khô lâu đang bám trên người con boss, bám chặt lấy cơ thể nó, dù chịu đựng sự thiêu đốt của dung nham nhưng chúng không ngừng tấn công. Lâm Mặc Ngữ không biết sức sống của người khổng lồ dung nham mạnh đến mức nào, hiện tại thanh niên chỉ có thể tăng tốc không ngừng tấn công. Ý chí của thanh niên cũng được truyền đến các bộ xương tăng tốc độ mà không cần bất kỳ ai nhắc nhở. Những chiến binh khô lâu bị thổi bay không sợ chết nhanh chóng lao trở lại, có một lần kinh nghiệm, tất cả bọn họ đều học hỏi được. Từng người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên người dung nham khổng lồ. Trong nháy mắt người khổng lồ dung nham đã bị bao phủ bởi các chiến binh khô lâu đánh người khổng lồ dung nham kêu gào thảm thiết. Vong linh quỷ vương chiến trường của Lâm Mặc Ngữ lao đến, nó tung kỹ năng hấp thu sinh mệnh khiến con boss đau đớn không thể chịu đựng được, tia lửa chết chóc dừng lại, phun trào dung nham cũng biến mất. Lâm Mặc Ngữ nhận ra có điều gì đó không ổn. Giây tiếp theo, mặt đất rung chuyển dữ dội giống như một trận động đất cấp 10. Lâm Mặc Ngữ mất thăng bằng trong giây lát và suýt ngã, toàn thân người khổng lồ dung nham phát sáng. Tốc độ dòng chảy của dung nham nhanh hơn gấp mấy lần so với trước. Ầm, dung nham bốc lên trời nổ tung giữa không trung biến thành mưa lửa chút xuống. Chiến binh khô lâu liên tục chịu một lượng lớn sát thương đồng thời điên cuồng tấn công nó. Lâm Mặc Ngữ càng lo lắng chiến binh khô lâu càng liều mạng, kỹ năng lời nguyên làm chậm trong tay Lâm Mặc Ngữ cũng được sử dụng không ngừng. Hai bên lại rơi vào trạng thái chiến đấu ác liệt, thời gian trôi qua từng phút từng giây, đám pháp sư khô lâu sắp không trụ được nữa. Các pháp sư khô lâu được triệu hồi người đầy vết nứt bên bờ vực hủy diệt, có thể chết bất cứ lúc nào. Dưới sự quấy nhiễu của đám pháp sư khô lâu và chiến binh khô lâu, vong linh quỷ vương chiến trường tranh thủ cơ hội lao đến tung một cú đấm tấn công boss. Ngay sau đó nó tiếp tục dùng tia laser hư vô bắn vào người con boss. Đến lúc này người khổng lồ dung nham dường như cũng sắp đạt đến giới hạn, nó bắt đầu trở nên yếu đuối.
ngay cả ngọn lửa trên con mắt độc nhất cũng biến mất, dung nham chảy trên người nó trở nên yếu ớt để lộ cơ thể đá đen. Những thanh đao của chiến binh khô lâu rơi vào người nó đã chém nát đá, những vết chém đầy trên cơ thể. Kỹ năng hư vô của vong linh quỷ vương chiến trường càng mang đến cho nó nỗi đau không thể chịu đựng nổi, hai cái lỗ thủng to tướng trên người nó đã được tạo ra. Đúng lúc này một cú đấm cực mạnh lao đến, vong linh quỷ vương chiến trường hạ knock out con boss bằng một cú đấm trực diện vào đầu nó. Cuối cùng cơ thể boss bắt đầu sụp đổ giữa biển lửa, những tảng đá rơi xuống từng tảng. Với một tiếng nổ lớn, người khổng lồ dung nham cuối cùng đã sụp đổ, hệ thống thông báo. Đã giết thủ lĩnh cung điện hỏa thần người khổng lồ dung nham. Sau khi người khổng lồ dung nham chết, lối ra khỏi phó bản cũng xuất hiện. Lâm Mặc Ngữ chọn rời khỏi phó bản ngay lập tức, thậm chí không thèm xem thông báo, ra ngoài trước rồi tính sau. Cuối cùng cũng ra rồi, nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ ta cũng gánh không nổi. Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, là âm thanh truyền tống của phó bản. Lâm Mặc Ngữ nhanh chóng kiểm tra không gian triệu hồi của mình khi thanh niên rời khỏi phó bản. Các chiến binh khô lâu và pháp sư khô lâu đều được gửi trở lại không gian triệu hồi. 154 chiến binh khô lâu, 100 pháp sư khô lâu, tất cả đều yên lặng ở trong không gian triệu hồi. May quá, Lâm Mặc Ngữ thở phào nhẹ nhõm, may mắn là tất cả vẫn còn ở đó, quá nguy hiểm. Cho đến lúc này, Lâm Mặc Ngữ mới có tâm trạng để kiểm tra thu hoạch, đã giết người khổng lồ dung nham, kinh nghiệm cộng 3,8 triệu, nhận được gậy pháp sư dung nham, nhận được mảnh vỡ tinh thể lửa, gậy pháp sư dung nham vũ khí cấp vàng, tất cả thuộc tính cộng 500, tăng cường kỹ năng loại pháp sư 45%, tăng cường thêm 20% cho kỹ năng hệ lửa. Mảnh vỡ tinh thể lửa, 3 mảnh vỡ tinh thể lửa có thể hợp nhất thành tinh thể lửa, gậy pháp sư dung nham là vũ khí cấp vàng mạnh nhất cho pháp sư hệ lửa, không có cái thứ hai. Nó tăng cường kỹ năng của pháp sư hệ lửa hơn 65%, ngay cả một số vũ khí bạch kim cấp thấp cũng không thể so sánh được. Nhưng Lâm Mặc Ngữ không hề hứng thú với vũ khí này, mảnh vỡ tinh thể lửa đã khơi dậy sự quan tâm của Lâm Mặc Ngữ. Mảnh vỡ tinh thể lửa, 3 mảnh vỡ tinh thể lửa có thể hợp nhất thành một tinh thể lửa, nhưng tinh thể lửa này có tác dụng gì? Lâm Mặc Ngữ không biết, có lẽ Thư Hàn sẽ biết. Lâm Mặc Ngữ nhìn quanh sảnh đường của phó bản nhưng không thấy Thư Hàn đâu. Cô ấy không ở đây, không biết đã đi đâu. Lúc này, tiếng chuông đột ngột vang lên, 3 tiếng chuông liên tiếp, vô số người nghe thấy tiếng chuông đã xông vào sảnh đường của phó bản. Lâm Mặc Ngữ hơi sững sờ không biết chuyện gì đã xảy ra, thanh niên hoàn toàn không biết rằng chỉ cần có người tạo ra kỷ lục mới của phó bản, chuông trong sảnh đường của phó bản sẽ vang lên. Trước đó, khi thanh niên tạo kỷ lục mới, chuông reo khi thanh niên vẫn còn trong phó bản, vì vậy thanh niên không biết. Lần này thanh niên ra ngoài sớm nên mới nghe thấy, tiếng chuông vang lên khiến cho nhiều người tìm kiếm nguồn gốc của kỷ lục mới bàn tán xôn xao. Từ sau Lâm Đại Thần lần trước lại có người lập kỷ lục mới sao? Bọn họ nhanh chóng xác định được phó bản cung điện hỏa thần nơi Lâm Mặc Ngữ đang ở. Phía trên phó bản cung điện hỏa thần, màn hình ánh sáng đã bắt đầu hiển thị thành tích của Lâm Mặc Ngữ. Thành tích của nhóm người trước đó đã bị xóa biến mất. Khi nhìn thấy Lâm Mặc Ngữ, trên mặt họ đều lộ ra vẻ quả nhiên như vậy. Lâm Mặc Ngữ đã nhiều lần tạo ra kỷ lục mới, họ đã có chút quen thuộc với điều này. Không biết lần này thanh niên lại tạo ra kỷ lục mới gì, ai đó ngạc nhiên nói. Kỳ lạ, ngay cả khi Lâm Mặc Ngữ tạo ra kỷ lục mới, những người trước đó cũng là người về nhì, tại sao lại bị xóa? Đột nhiên có người nói một cách bí ẩn, này, có muốn biết tại sao không? Tại sao? Một nhóm người cùng nhìn về phía tên kia. Người đó cười bí ẩn, bởi vì Lâm Đại Thần đã vượt qua cung điện hỏa thần lửa ở độ khó địa ngục, theo quy tắc, chỉ giữ lại 3 kỷ lục hàng đầu của độ khó cao nhất. Đám người đều không tin mà lên tiếng, ngươi đừng đùa nữa, bọn ta không phải là chưa đánh qua cung điện hỏa thần chấm một tên khác tiếp lời. Đúng vậy, cung điện hỏa thần nào có độ khó địa ngục, cao nhất chỉ là độ khó ác mộng, định lừa ai vậy? Ta đã ở trong sảnh đường phó bản này nhiều năm, ta biết rõ từng phó bản. Tên kia hừ một tiếng, lừa các người làm gì, ta đã ở bên cạnh khi phó bản được nâng cấp, không tin các người tự mình. Xem nhóm người này hoàn toàn phớt lờ Lâm Mặc Ngữ, lập tức đám người đi đến bản thông tin kiểm tra. Kỷ lục cung điện hỏa thần, vị trí thứ nhất Lâm Mặc Ngữ, vị trí thứ hai không có. Cả đám đều há hốc mồm miệng không dám tin vào mắt mình, thực sự có độ khó địa ngục rồi. Ta cũng chỉ nghe nói về việc nâng cấp phó bản, trước đây ta còn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ lại là sự thật. Lâm Đại Thần thật là châu bò, ngay cả việc nâng cấp phó bản cũng có thể làm được, nhanh lên, thành tích đã có. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thành tích cuối cùng của Lâm Mặc Ngữ đã xuất hiện, thời gian 3 giờ 58 phút 22 giây. Không phải là đặc biệt nhanh, chênh lệch quá lớn so với thành tích trước đây của Lâm Mặc Ngữ, nhưng nghĩ đến đây là độ khó địa ngục, mọi người lại cảm thấy đã đủ nhanh rồi. Rốt cuộc kỷ lục trước đó độ khó ác mộng cũng mất hơn 8 giờ, kết quả là Lâm Mặc Ngữ một mình chưa đầy 4 giờ đã giải quyết độ khó địa ngục, chắc chắn là một điều giật gân. Một tên thốt lên, cảm giác đây còn chưa phải cực hạn của Lâm Đại Thần, đừng vội, đợi Lâm Đại Thần vào lần thứ hai chắc chắn sẽ có kỷ lục mới. Đúng đúng đúng, trước đây cũng vậy, lần thứ hai mới là kỷ lục không ai có thể phá vỡ. Lâm Mặc Ngữ không nghe thấy những gì bên ngoài. Thanh niên đang mô phỏng và suy luận trong đầu nghĩ ra một phương pháp có thể nhanh chóng vượt qua phó bản này cho lần sau. Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng nếu thành công không chỉ phó bản này có thể làm như vậy, mà nhiều phó bản khác cũng có thể làm như vậy. Sau đó tốc độ luyện cấp của thanh niên sẽ được cải thiện rất nhiều, hoàn toàn có thể thử. Mắt Lâm Mặc Ngữ sáng lên, hận không thể thử ngay bây giờ, nhưng chiến binh khô lâu và pháp sư khô lâu vẫn đang hồi phục trong không gian triệu hồi, vẫn cần thêm một chút thời gian.
Trong lúc này thanh niên cầm mảnh vỡ kết tinh hay còn gọi là mảnh vỡ tinh thể lửa vừa đi vừa nghĩ. Trước tiên đi hỏi lão sư, mảnh vỡ này có ích lợi gì đã? Lâm Mặc Ngữ kích hoạt đá dịch chuyển, trực tiếp từ sảnh đường phó bản đến tiểu viện Bạch Thần. Đám người cũng nhao nhao lên, Lâm Đại Thần đã đi rồi, giải tán đi. Cung điện hỏa thần vốn đã đủ khó rồi, bây giờ có độ khó địa ngục, chắc chắn sẽ càng khó hơn. Truyền thuyết cùng điện hỏa thần là một trong năm phó bản nguyên tố, bên trong sẽ rơi ra mảnh vỡ nguyên tố. Nếu có thể thu thập đủ năm ảnh vỡ nguyên tố, bạn có thể nhận được kho báu đáng kinh ngạc. Đừng nghĩ nữa, đó chỉ là truyền thuyết. Ngay cả khi đó là sự thật, nó cũng không đến lượt chúng ta. Không lâu sau khi Lâm Mặc Ngữ rời đi, một nhóm người đến sảnh đường phó bản. Họ mặc đồng phục và do Bách Lý Thắng dẫn đầu. Vừa rồi khi phó bản được nâng cấp, có một học viên của học viện Bách Lý có mặt nhanh chóng mang tin tức trở về. Khi Bách Lý Thắng nghe tin, hắn ta ngay lập tức tổ chức người đến để chinh phục. Hắn đến vì mảnh vỡ nguyên tố trong truyền thuyết, hắn đã từng đánh cung điện hỏa thần ở độ khó ác mộng vài lần, nhưng không nhận được mảnh vỡ nguyên tố. Không chỉ hắn không có mà những người khác cũng chưa từng nhận được. Sau đó hắn hỏi ông nội của mình, hiệu trưởng của học viện Bách Lý. Sau khi suy nghĩ, họ kết luận rằng mảnh vỡ nguyên tố sẽ chỉ rơi ra ở độ khó địa ngục. Vì vậy khi hắn ta nghe nói rằng cung điện hỏa thần đã mở độ khó địa ngục, hắn ngay lập tức dẫn đội đến. Hắn ta hiện đang ở cấp 37, nếu lên cấp nữa sẽ không vào được phó bản này nữa. Là cháu trai của hiệu trưởng học viện Bách Lý, trong học viện hắn có người gọi hắn là thiếu hiệu trưởng. Không nói đến việc một lời kêu gọi trăm người hưởng ứng, nhưng lời nói của hắn ta vẫn khá có trọng lượng. Dưới sự triệu tập của hắn nhanh chóng tập hợp được một đội 12 người, cấp thấp nhất là 35. Tất cả đều có một bộ trang bị vàng hoàn chỉnh, hai hiệp sĩ, một tiên tri, 4 trị liệu, 5 DPS. 5 DPS chính đều là những người chơi nghề vật lý, 5 DPS bao gồm 3 cung thủ, 2 chiến binh, mỗi người đều đeo đầy bình thuốc trên thắt lưng. Phó bản địa ngục không thể sử dụng không gian lưu trữ, vì vậy họ đã sớm lấy bình thuốc ra và chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, Bách Lý Thắng còn chuẩn bị cho họ bùa hộ mệnh kháng lửa, sử dụng bùa hộ mệnh kháng lửa có thể tăng khả năng chống lại sát thương nguyên tố lửa trong một khoảng thời gian nhất định. Hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ muốn vượt qua phó bản mà còn phải lập kỷ lục mới. Trong đầu hắn ta nghĩ phó bản vừa mới được nâng cấp, kỷ lục cũ đã bị xóa, kỷ lục mới vẫn chưa ra đời. Hắn tin rằng chắc chắn sẽ không có ai có thể tạo ra kỷ lục mới. Đến trước phó bản, theo bản năng ngẩng đầu nhìn màn hình ánh sáng toàn thân Bách Lý Thắng sững sờ, những người đến cùng hắn ta đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Kỷ lục mới đã ra đời, tên của Lâm Mặc Ngữ sáng lấp lánh trên màn hình ánh sáng, thành tích 3 giờ 58 phút 22 giây gần như là mù mắt Bách Lý Thắng. Hắn ta dụi mắt liên tục, không thể tin được chấm một tên liền hỏi nhỏ. Thiếu hiệu trưởng, chúng ta có đê đánh không? Bách Lý Thắng hoàn hồn hừ lạnh một tiếng, đánh, tại sao không đánh? 12 người chúng ta không lẽ còn không bằng một mình hắn? Bách Lý Thắng hét lớn. Coi như là tự cổ vũ mình đi vào phó bản với ta tạo kỷ lục mới nào. Đã kết thúc tập 90 của bộ truyện tranh Tử Linh Pháp Sư, Ta Chính Là Thiên Tai rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.